Báo cáo đo lường mức độ trưởng thành văn hóa doanh nghiệp năm 2023 và xu hướng năm 2024 do Blue Sea công bố cho thấy, ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đang dẫn đầu về mức độ trưởng thành văn hóa trong năm 2023. Năm 2024, nhóm ngành này vẫn đang là nhóm ngành đi đầu trong xây dựng văn hóa quản trị, văn hóa kinh doanh và văn hóa ứng xử với khách hàng. Đây là vòng chung kết hội thi đại sứ văn hóa của BIDV diễn ra chiều 22 tháng 10 năm 2024. Cuộc thi có sự tham gia của gần 22.000 cán bộ của ngân hàng BIDV trên khắp cả nước nhằm thúc đẩy phong trào học tập, thực hành và lan tỏa văn hóa cả trong nội bộ và cả trong các hoạt động giao tiếp khách hàng, giao tiếp cộng đồng. Thời gian qua, rất nhiều ngân hàng lớn tại Việt Nam đã chú trọng thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp như một giá trị cốt lõi trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa doanh nghiệp của BIDV. Cuộc thi không chỉ là một sân chơi mới mẻ, đầy thú vị cho người lao động trong tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp, mà còn góp phần xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết và sáng tạo. Đối với những đại sứ văn hóa BIDV, chúng tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ là những hạt nhân tiên phong trong việc truyền thông và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp đến tập thể, cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống cũng như là đến cộng đồng xã hội. Với những nỗ lực đó, ngành ngân hàng, đặc biệt là nhóm các ngân hàng lớn, được dự báo sẽ tiếp tục dẫn đầu xu thế thúc đẩy văn hóa kinh doanh tại Việt Nam.